chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin trưa của Dusanvina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Tổng giám đốc kiểm tra công tác quản lý an toàn và chất lượng tháng 8. Đoàn công tác Quảng Ngãi kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại Dusanvina. Chương trình gala tổng kết trao giải cúp bóng đá Design năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngoài việc giám sát chặt chẽ của đội phụ trách tại chỗ, công tác an toàn và chất lượng luôn được ban giám đốc công ty quan tâm và tiến hành các đợt tuần tra hàng tháng. Trong ngày 22 tháng 8 vừa qua, hoạt động tuần tra đã được tiến hành tại các nhà máy, khu vực lắp ráp và cảng chuyên dụng. Tổng giám đốc cùng các cấp quản lý đã kiểm tra công tác quản lý và thực hiện an toàn khi làm việc trên cao, an toàn khi làm việc với vật nặng, an toàn trong quá trình hàng, rà soát các vấn đề chất lượng sản phẩm, công tác 3D5S và tiến độ thực hiện các dự án tại nhà máy Stitcher, Boiler, Water, khu vực lắp ráp và cảng chuyên dụng vào chiều ngày 22 tháng 8 năm 2023. Qua kiểm tra, về cơ bản, ban lãnh đạo công ty đánh giá cao tính tuân thủ về an toàn, chất lượng, cũng như các nội quy lao động trong quá trình làm việc của người lao động. Tuy nhiên, Tổng giám đốc yêu cầu các xưởng bộ phận cần khắc phục một số vấn đề còn tồn động, thắt chặt hơn nữa công tác quản lý, đặc biệt không để phát sinh lỗi chất lượng. Ngoài ra, Tổng giám đốc cũng nhắc nhở người lao động cần phát huy hơn nữa tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn và chất lượng, nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất đến cuối năm. Ngoài ra, việc tuần tra an toàn hàng ngày tại các xưởng bộ phận cũng đang được đội EHS duy trì thực hiện đều đặn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho người lao động cùng nhau hoàn thành tốt công việc, góp phần nâng cao năng suất sản xuất công ty. Thưa các bạn, sáng ngày 24 tháng 8, đoàn công tác từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi đã có buổi kiểm tra các nội dung liên quan tại các bếp ăn tập thể tại Dusanvina và xác nhận nhà thầu cung cấp dịch vụ tuân thủ tốt các quy định. Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà thầu Recruit về các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy phép kinh doanh và các hồ sơ có liên quan, khu sơ chế, khu chế biến, khu để thức ăn, cũng như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ ăn uống, nguyên liệu thực phẩm. Ngoài ra, đoàn đã tiến hành lấy mẫu thực hiện test nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các loại rau, củ quả và tất cả đều có kết quả âm tính. Kết luận tại buổi làm việc, ông Đặng Chinh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi đánh giá rất cao về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của đơn vị. Qua kiểm tra, các bếp ăn đều có đủ dụng cụ chế biến, chứa đựng thực phẩm làm bằng vật liệu an toàn và thực hiện lưu mẫu đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn yêu cầu công ty Recruit duy trì vệ sinh khu vực sơ chế, chế biến, phòng ăn, kho lưu trữ, v.v. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên bếp ăn thực hiện đúng các nguyên tắc đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân và thực hành trong chế biến. Đoàn đánh giá công ty Recruit đủ tiêu chuẩn để cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tối ngày 22 tháng 8 vừa qua, khối Design đã tổ chức chương trình gala tổng kết và trao giải cúp bóng đá năm 2023 cho các đội sau hơn một tháng thi đấu sôi nổi. Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 giữa ba đội Proposal Mechanical, Piping và Steel Stretcher với 6 trận thi đấu ở nội dung futsal 5 người theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm. Trong suốt quá trình diễn ra giải, các cầu thủ đã chơi hết mình trên tinh thần thể thao cao thượng và fair play. Đã có 52 bàn thắng được ghi trong toàn mùa giải. Để khích lệ động viên và ghi nhận thành tích của các đội, khối Design đã tổ chức chương trình gala tổng kết và trao giải cúp bóng đá năm 2023. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội Proposal Mechanical với phần thưởng là huy chương vàng, cờ lưu niệm và 900.000 Việt Nam đồng. Giải nhì thuộc về đội Piping cùng với cờ lưu niệm và 600.000 Việt Nam đồng. Đội Steel Stretcher giành giải ba với phần thưởng là cờ lưu niệm và 400.000 Việt Nam đồng. Cũng trong chương trình, anh Nguyễn Hà Thiện, trưởng đội bóng đá Design đã phát biểu động viên các thành viên chuẩn bị tham dự cúp bóng đá công đoàn sắp tới diễn ra trong tháng 9 và đặt hy vọng vào các thành viên sẽ đem về chiếc cúp vô địch. Sau phần trao giải, các thành viên cùng giao lưu âm nhạc và ẩm thực, thắt chặt mối quan hệ, củng cố tình đoàn kết giữa các thành viên. Bản tin trưa nay của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V14N34.
Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những tin tức về Dusan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Eizu với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.